Thành Long Vlog xin kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn ấn quả chuông đăng ký kênh để đón xem những video mới hữu ích nhất từ kênh. Tin nóng lúc này, chính quyền tỉnh vận động bà con tháo dỡ hàng thu phí ở hàng Đức Mẹ, xin cầu nguyện cho sự việc sớm được giải quyết. Kính thưa quý vị, nhiều người vẫn cao xiên về quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam. Tại sao với đạo Phật thì không, nhưng với đạo Công giáo thì thường xuyên xảy ra? Mới đây, cha sở và bà con giáo dân ở Bà Rịa vừa gửi đơn kiến nghị tới các cấp chính quyền tỉnh này. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc về việc hang Đức Mẹ Côn Sơn. Kính gửi Ủy ban dân huyện Côn Đảo, huyện ủy Côn Đảo, phòng nội vụ huyện Côn Đảo, vườn quốc gia Côn Đảo. Tôi là Linh Mục Đặng Duy Linh, đang phụ trách Cộng đoàn Công giáo Côn Sơn. Thay mặt cho bà con giáo dân giáo điểm Côn Sơn, hôm nay tôi viết đơn này kính trình lên chính quyền các cấp một việc như sau. Sau khi tìm hiểu từ những người Công giáo đã từng sống tại Côn Đảo trước năm 1975 đến nay, và nhất là lời chứng của Linh Mục Phạm Gia Thụy, người có công lớn trong việc giải phóng những người tù chính trị vào biến cố năm 1975 tại Côn Đảo, chúng tôi biết rõ. Hang Đức Mẹ Côn Sơn đã có trước năm 1921. Tại đây, vào mỗi ngày thứ Bảy đầu tháng và mỗi ngày 13 trong tháng, luôn có Linh Mục đến làm lễ cùng với bà con Công giáo. Mỗi năm hai lần có tổ chức rước kiệu Đức Mẹ, cũng theo lời chứng của Linh Mục Phạm Gia Thụy. Năm 2013, hang Đức Mẹ Côn Sơn đã bị đập phá, nhiều bảng tạ ơn bị đục bỏ, nhiều ghế ngồi và các đồ dùng thờ phượng bị tịch thu. Vào lúc 15 giờ ngày 8 tháng 9 năm 2023, tôi được Giám đốc Vườn Quốc gia ông Nguyễn Khắc Phò mời đến phòng họp Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo để thông báo chủ trương Vườn Quốc gia sẽ thu hồi bàn ghế, sách vở và những gì đã có trên hang Đức Mẹ. Chủ tọa buổi họp gồm có các vị: ông Nguyễn Khắc Phò, ông Nguyễn Đình Trung, ông Nguyễn Văn Trà, ông Lê Hồng Doãn, ông Nguyễn Thái Hậu, ông Ao Hoàng Sáng, ông Nguyễn Văn Hiếu, ông Nguyễn Hoàng Anh. Buổi làm việc đã trao đổi về vấn đề nhờ tôi vận động bà con giáo dân tháo dỡ và mang về nhà những vật dụng trên hang Đức Mẹ. Tôi đã trả lời tôi không có quyền vận động giáo dân làm những việc trên bởi vì những vật dụng đó đã được dâng cho Đức Mẹ. Tôi thiết nghĩ chủ trương trên của Ủy ban dân huyện Côn Đảo và Vườn Quốc gia Côn Đảo mang tính cấm cách và đàn áp tôn giáo đối với những người dân đang thực hiện quyền tự do tín ngưỡng của mình. Mặt khác, ngày 19 tháng 4 năm 2023, theo giấy mời số 8 GMVQG, Ban lãnh đạo Vườn Quốc gia đã làm việc với ông Trần Công Chiến, trưởng ban điều hành giáo điểm Côn Sơn, và ông Trần Công Thanh, phó ban. Hai ông thay mặt cho bà con giáo dân và những người yêu mến sự thánh thiêng nơi hang Đức Mẹ đã nói lên bức xúc về việc cấm đọc kinh và phải trả phí khi lên hang Đức Mẹ. Theo biên bản số 15BB, VQG ngày 6 tháng 5 năm 2023, khi Ban lãnh đạo Vườn Quốc gia có buổi trao đổi với tôi đã khẳng định trong buổi họp, hang Đức Mẹ là nơi thánh thiêng, nơi tôn nghiêm của người Công giáo Côn Đảo từ xưa cho đến nay. Nay tôi thay mặt cho bà con Côn Đảo nói chung và bà con Công giáo nói riêng tại Côn Đảo, nói lên sự bức bách vì bị cấm cách và những nỗi bức xúc khi bà con phải trả phí cho việc lên hang Đức Mẹ. Đây là một hình thức mua bán thần thánh mang tính cách cấm cản quyền thực hành tự do tín ngưỡng. Kể đến qua hai văn thư, văn thư số 46/2017/NQ-HDNG tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, văn thư số 7/2022/NQ-HDNG tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có quyết định thu phí 17 tuyến tham quan du lịch Côn Đảo, trong đó có thu phí tuyến hang Đức Mẹ, văn thư số 7/2022/NQ-HDNG tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Kính thưa các cấp chính quyền, hang Đức Mẹ Côn Sơn là nơi thờ tự của người Công giáo Côn Đảo trên 100 năm qua. Tại sao người Công giáo Côn Đảo nay phải trả phí hàng ngày cho việc lên hang Đức Mẹ để đọc kinh? Đó phải là một hình thức mua bán thần thánh hay không? Sau năm 1975, do tình hình chính trị tại Côn Đảo, người Công giáo không được phép sinh hoạt tôn giáo, nhà thờ bị đập phá và trưng dụng cho các việc khác. Linh Mục Phạm Gia Thụy không được tiếp tục ở lại Côn Đảo để chăm sóc người dân Công giáo. Người Công giáo bị cấm hoạt động tôn giáo.
Trong sự khốn cùng của người dân Công giáo khi không còn nơi thờ tự, thì chính hàng Đức Mẹ là điểm tựa, là nơi thánh thiêng duy nhất cho đời sống đức tin của người Công giáo và những người yêu mến thực hành đời sống tâm linh. Trải qua hàng chục năm gắn bó với hàng Đức Mẹ, những người Công giáo đã hết sức trân trọng, gìn giữ vệ sinh sạch sẽ, quét dọn hàng ngày đoạn đường đến hàng Đức Mẹ. Họ cùng nhau chung sức bảo vệ môi trường và phòng cháy chữa cháy nơi thánh thiêng này cho đến nay. Với một quá trình vừa bảo vệ di tích lịch sử, vừa gìn giữ nơi thờ phượng lâu dài như thế, nay bà con giáo dân họ đạo Côn Sơn hết sức bức xúc và thắc mắc tại sao họ không được tụ họp để cầu kinh như xưa nữa. Điều 6 văn thư số 7/2022/NQ-HĐNG tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ghi lại, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo được để lại 100% tổng số tiền thu được hàng năm. Nhà nước có biết số tiền mà Vườn Quốc gia Côn Đảo đã thu từ người dân Côn Đảo có thuộc về lợi ích nhóm hay không? Tiền đó đi về đâu? Tại sao người dân Côn Đảo phải đóng thuế cho nơi mà người dân đã sẵn sàng hy sinh ở lại để góp công xây dựng Côn Đảo cho đến nay? Các văn thư số 446/UBNG-NVLD-TB-XH của ông Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Côn Đảo Nguyễn Anh Nhật ký ngày 19 tháng 2 năm 2021 và số 62/CVDU ngày 13 tháng 9 năm 2023 cùng một vài văn thư khác đã cho biết nội dung cấm đọc kinh và tụ tập trên hàng Đức Mẹ. Với những văn thư trên, phải chăng chính quyền đã cấm quyền tự do tín ngưỡng của người dân? Việc người dân thực hành niềm tin và yêu mến hàng Đức Mẹ suốt hơn 100 năm qua có ảnh hưởng hay gây thiệt hại gì về con người, tài sản của Vườn Quốc gia và huyện Côn Đảo hay không? Trong khi tại miếu Ngũ Hành gần bến đầm, nơi người dân đến cùng viếng hàng ngày thì tại sao lại không thu phí? Chùa Vân Sơn Tự tại Côn Đảo tọa lạc trong rừng Côn Đảo, hàng ngày người dân đến thắp hương niệm Phật có phải trả phí hay không? Tại miếu Thần Tài khu 2, khách du lịch và người dân đến cúng viếng phải trả phí bao nhiêu? Tại nghĩa trang Hàng Dương và Hàng Keo, hàng ngày có hàng ngàn người đến kính viếng nghĩa trang, họ có phải trả phí cho việc bảo tồn hay không? Trong khi đó, tại hàng Đức Mẹ, người dân Côn Đảo đến kính viếng thì phải trả phí 50.000 đồng cho một người. Kính thưa chính quyền các cấp, trên đây là những trăn trở, những thao thức, những bức xúc của người dân Côn Đảo nói chung và bà con Công giáo nói riêng về việc phải trả phí và nhất là không được tụ họp đọc kinh nơi hàng Đức Mẹ Côn Sơn. Tôi thay mặt cho bà con Côn Đảo kính trình lên các cấp chính quyền để xem xét, giải quyết và đáp ứng những nguyện vọng của người dân về nỗi bức xúc lớn lao này. Bà con giáo dân Côn Đảo rất mong được các cấp chính quyền giải quyết thỏa đáng các nguyện vọng trên của bà con giáo dân. Chào đoàn kết và thân ái. Côn Đảo ngày 15 tháng 9 năm 2023. Thay mặt bà con Công giáo Côn Đảo, Linh Mục phụ trách giáo điểm Côn Sơn, Linh Mục Đặng Duy Linh. Nguyện xin Chúa soi sáng cho mọi người biết coi nhau là anh em, tôn trọng quyền thực hành niềm tin tôn giáo của nhau. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.